quý thầy cô, các bậc phụ huynh cùng các bạn học sinh thân mến. Lời đầu tiên, tôi xin thay mặt nhà tài trợ chị Võ Thị Thúy Hiền xin gửi lời cảm ơn đến các quý vị vì đã cố gắng thật nhiều cho đến bây giờ. Và tất cả chúng ta đều đã trải qua một năm thật khó khăn vì đại dịch Covid-19, nhưng hết thảy đều đã nỗ lực hết sức để có thể đạt được thành quả như ngày hôm nay, nên đều đã xứng đáng để nhận thật nhiều phần thưởng. Nhưng chúng tôi đặc biệt mong muốn trao tặng những phần quà này đến cho các em có hoàn cảnh khó khăn mà vẫn cố gắng trong học tập. Thông qua những phần quà này, chúng tôi mong rằng có thể truyền tải thật nhiều tình yêu thương cho các em, cũng như lan tỏa sự sẻ chia cho tất cả mọi người. Điều quan trọng là các em biết rằng mình sẽ luôn được ủng hộ, luôn được quan tâm, vì bên cạnh các em có ngôi nhà yêu dấu, đó chính là ngôi trường tiểu học Tân An Ba của chúng ta. Mong chúng ta sẽ tiếp tục phát huy những điểm mạnh để nhà trường ngày càng phát triển hơn. Cuối cùng, kính chúc quý vị đại biểu, quý thầy cô, các bậc phụ huynh cùng các em học sinh lời chúc sức khỏe, bình an và chúc cho lễ tổng kết năm học 2021-2022 thành công tốt đẹp. Xin chân thành cảm ơn.